Trời, em làm anh giật mình. Ủa anh Kiều Lân đang cảm gì vậy? Anh đang chiêm ngưỡng em làm anh giật mình cả mình. Anh đang chiêm ngưỡng gì anh Kiều Lân? Em nói xem là cái gì. Ồ, lại là một sản phẩm mới nữa chứ gì. Nhưng mà cái gì, sản phẩm mới là cái gì? Trên tay thì chắc là chiếc nhẫn rồi đúng không anh? Đúng rồi, đây là chiếc nhẫn, này có gù. Tại vì đang đeo chiếc nhẫn tôi bên trong. Đây là chiếc nhẫn, nhưng mà nhẫn gì? Nhìn thêm, nói thêm là nhẫn gì? Em chưa thấy bao giờ nhìn giống như mấy cái biểu tượng trong game Candy Crush anh. Mà gọi là nhẫn kẹo á, đủ sắc màu hết á. Mà em thấy đẹp không? Anh thì thấy nó lạ quá trời luôn. Em cũng thấy lạ. Này do anh làm theo cầu khách hàng đặt á. Nói chung là nhìn chi tiết và rất tỉ mỉ từng chi tiết, khó làm lắm em. Nhưng mà đối với Kỳ Lân thì tất cả những mẫu cho dù khó cái nào thì đối với mình đều hoàn thành được và đẹp hết. Bởi vì tiêu chí của mình là chuyên về chế tác trang sức cao cấp theo yêu cầu, cá nhân hóa từng sản phẩm theo từng yêu cầu của từng vị khách hàng. Bây giờ có tiền mua đồ hiệu xài thì ai có tiền đều có thể xài được, mua được hết. Nhưng mà có tiền mà có thời gian để cá nhân hóa sản phẩm, tạo nên nét riêng của mình, sản phẩm thương hiệu của chính mình mà nó mang giá trị, nó là tài sản, bởi vì chất liệu là vàng hoặc kim cương và đặc biệt là tạo nên cái giá trị chất chơi riêng của mình, thì đó là một sự tuyệt vời. Đây là chiếc nhẫn mà mình nhận chế tác theo yêu cầu của một vị khách hàng rất đặc biệt, cực kỳ đặc biệt luôn, yêu cầu quá công phu và chi tiết. Nhưng mà mình phải tự hào là mình làm ra được một sản phẩm quá đẹp và quá tâm đắc tâm huyết để mà phục vụ cho tất cả khách hàng khó tính nhất, tỉ mỉ nhất, tinh tế nhất. Đây là yêu cầu của một vị khách hàng, còn rất nhiều vị khách hàng sẽ có những yêu cầu khác nhau. Hãy đến với Kỳ Lân đưa những ý tưởng hoặc là hãy nói những cái yêu cầu để Kỳ Lân thực hiện từ ý tưởng đó thành những design thiết kế riêng cho từng vị khách, từng quý khách. Và quý khách chỉ việc duyệt file và Kỳ Lân sẽ trách nhiệm hoàn thiện tỉ mỉ tinh tế theo đúng tiêu chí cao cấp luxury về trang sức cao cấp. Và đây cũng là tiêu chí của hầu hết tất cả các hãng nổi tiếng trên thế giới, đó là độ hoàn thiện, tỉ mỉ, tinh tế từ bên trong đến bên ngoài. Chứ không phải là bên ngoài đẹp và bên trong xấu, mà nó phải hài hòa, tinh tế. Từng hộp viên kim cương Kỳ Lân cũng tuyển chọn từng viên một với những thông số đẹp nhất để cho viên kim cương lấp lánh nhất khi đưa vào sản phẩm mình trở nên đẹp nhất, đẳng cấp sang trọng thượng lưu nhất. Và từng chi tiết làm hoàn thiện, tỉ mỉ, tinh tế vô cùng. Vậy nếu khách hàng đặt hình trái dâu, hình con rồng gì thì cũng được anh ha? Bất kỳ họa tiết gì, bất kỳ những cái chi tiết gì, hoa văn gì, hình linh thú gì, hình 12 con giáp gì, miễn sao có ý tưởng Kỳ Lân sẽ thiết kế và hoàn thiện. Chiếc nhẫn mà khó như vậy mà mình hoàn thiện đẹp như vậy thì chắc chắn rằng những cái sản phẩm khác Kỳ Lân mình sẽ hoàn thiện tuyệt vời, đẹp nhất để phục vụ đồ cao cấp cho tất cả quý khách. Vâng, và như vậy là video clip Kỳ Lân giới thiệu về chiếc nhẫn độc lạ mà chiếu lấp lánh đến đây xin phép kết thúc. Rất nhiều sản phẩm khác Kỳ Lân đang hoàn thiện và thực hiện những video để giới thiệu cho tất cả quý khách. Vì vậy Kỳ Lân kính mong tất cả quý khách hãy đón xem, đăng ký và theo dõi kênh của Kỳ Lân Luxury để mà xem tham khảo nhiều video hấp dẫn về những dòng sản phẩm đẳng cấp sang trọng thượng lưu sắp tới nhé. Thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video clip tiếp theo. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.